Ok anh em, thì hiện tại là 12 giờ đêm anh em Mình nhé. vẫn đang manning chim theo cách của mình nha anh em. Khi mà đăng cái clip buổi tập số 13 thì chim nó vẫn đang rất là nhát và đang còn đá găng qua tay có 6 mét vẫn đá găng anh em nhé. Thì mình buộc phải đưa ra quyết định là phải manning chim anh em. Và sau cái clip đó thì rất là nhiều anh em nhắn tin và bình luận trên bài của mình, nói là con chim của em nó cũng giống con chim của anh, nó cũng y như vậy rồi các kiểu, phải làm sao rồi các kiểu. Thì cơ bản con chim nó nhát là do ít cầm thôi, hoặc là giống như mình là không cầm hẳn luôn nè anh em. Thì nói chứ đam mê, nhưng mà mỗi người mỗi công việc mà anh em, đâu có phải ai cũng rảnh để mà ôm chim để tập chim cho hay được. Nhiều khi cũng biết là phải cầm manning chim đồ, phải tương tác, phải tạo quan hệ với nó đâu các kiểu để cho nó dạng, nhưng mà không có thời gian thì phải chịu thôi anh em. Thì ban ngày mình cho nó ăn, mình quay cho anh em xem rồi á, mình cho nó đứng nguyên một buổi chiều rồi đó anh em. Và từ chiều tới giờ thì sau khi ăn cơm thì mình cũng cho nó đứng ở trong phòng luôn. Mình xác định là sẽ thức đêm với nó vài hôm anh em nhé. Con này nó đang còn nhát á anh em, nên là khi mà nó đứng ở bên cạnh mình vậy nè là nó không có nhắm mắt, nó không ngủ luôn nha. Đối với một số con chim mà nó đã thuần và nó không có đề phòng với thằng chủ như vậy nữa, thì ví dụ như qua đêm mai đêm mốt nó có thể là mình bật đèn như vậy nhưng mà nó vẫn nhắm mắt nó ngủ đó anh em. Nên là mình dự định là khi nó nhắm mắt là mình sẽ vuốt một cái để cho nó mở mắt ra, để cho nó cố gắng để cho nó thức với mình. Nhưng mà trường hợp này thì mình thấy là nó không dám nhắm mắt để ngủ luôn. Đó là anh em thấy rồi ha, nó con chim rất là nhát. Thì anh em cũng thấy rồi ha, con chim của mình nó rất là nhát găng. Nên là mình chế một cái nó giống như là một cái tay đang đeo cái găng để cho nó đứng găng vậy đó anh em. Và mình nằm kế bên mình có thể xem phim hoặc là edit video hoặc là làm tất cả những cái công việc của mình. Thì cái lợi thế là mình manning ban đêm á, thì con chim nó cũng sẽ bình tĩnh hơn và nó ít nhảy hơn anh em ạ. Và cũng không cần phải nhử mồi ha. Nhưng mà để mà cho con chim nó manning vào ban ngày á, thì làm sao để nó đứng im được anh em, thì nó cũng phải có cách anh em nhé. Chứ mà cái này, cái cây mà anh em thấy nó đứng đây, nó rất là mỏng manh, nó chỉ cần nhảy cái là nó lôi cái cây đổ ngã ngay. Thì ở đây mình cũng có một cái găng mình tự may thôi, nó cùng màu với cái găng mà mình hay tập chim luôn anh em ha. Để mình chế giống như là một cái cánh tay đang đeo găng để mình cho chim nó đứng ha. Thì đây là cái cách chơi của riêng mình thôi nha anh em. Tại vì mình bình thường ban ngày á, công việc của mình là đóng gói sản phẩm để gửi cho anh em mình bán hàng online nhé. Hoặc là xử lý một số vấn đề ở trên máy tính nên là không thể nào mà cầm chim được anh em. Nhưng mà có thể để chim ngồi kế bên mình được, đậu kế bên mình được đó. Thì mình nghĩ ra cái này, cái này thì mình cũng đã áp dụng nhiều lần và đã thành công anh em nhé. Chim nó cũng sẽ dạng hơn rất là nhiều. Tại vì chim thì nó cứ nghĩ là không phải nó quen chủ là chủ yếu đâu, nó đậu gần chủ và nó đậu lên cái găng, và chủ yếu là nó quấn cái găng, nó không có đề phòng với cái găng nữa, nó cảm thấy là đứng ở đó an toàn, thì sau đó là nó sẽ rất là dạng. Khi mà nó thân quen với cái găng rồi thì chúng ta gọi nó về thì nó tự tin nó về anh em, và nó sẽ không có đá găng nữa. Thì cái lúc mà mới làm xong á, thì nó là hình dạng nó như thế này anh em. Thì con chim nó cũng rất là hợp tác, nó đứng đây là để mình đánh máy tính mình làm việc nè. Đó, thì nó cũng sẽ có một cái bí quyết làm sao để con chim nó đứng im đây mà nó không nhảy anh em. Đó có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ một cái cục thịt trong này, một cục thịt trong găng anh em nhé. Đó, thì con chim nó vẫn biết có cục thịt đây nhưng mà nó mổ nó ăn không được, nó thò mỏ vô không được. Anh em thấy tại sao mình lại lấy dây mình buộc một cái ngón tay cho nó cốp vô như vậy, để cho cái chỗ đó là nó, con chim nó thò mỏ vô nó ăn là nó móc ra nó ăn không được anh em. Nó thấy đó. Thì cái này anh em thấy rồi, mình làm sơ sài này nó chỉ cần nhảy một cái là nó đổ nó ngã ngay nha anh em. Cái này thì lúc nãy mình làm vội vàng thôi. Ở đây thì mình đang lên đơn hàng cho anh em. Mình hai tay mình đều phải đánh máy tính. Nhất thiết là phải có cục thịt ở trong găng anh em nhé. Thì con chim nó mới kiên trì nó đứng. Chứ nếu mà không có cục thịt trên găng á, thì nó sẽ đứng nó giáo giác, lúc là nó sẽ nhảy. Tại vì nó chưa có tin tưởng á, thì nó chỉ đứng một lúc là nó sẽ giáo giác nó nhảy nha. Giờ nó ăn không được, nó cũng rất là tức đó. Nó cũng tìm cách nó xé nhưng mà xé không được rồi anh em. Bình thường mình ngồi mình làm việc ở đây, mình để nó sát bên đó, mà nó đứng găng á, thì giống như là mình đang cầm nó ở đây anh em. Giống như mình đang cầm nó đây là một cách manning để cho con chim nó dạng găng anh em nhé. Và khi mà ngồi gần như thế này á, lâu lâu mà thấy nó đang khum xuống, nó rỉa nó tìm cách nó lấy mồi á, thì thời điểm đó anh em cứ vuốt thoải mái luôn nha. Điểm đó thì vuốt ngực này, vuốt lưng, thì con chim nó đang tập trung mồi, nó rất là bình tĩnh. Thì lâu lâu mình phải vuốt nó vậy đó, để cho nó vừa dạng găng. Thì bây giờ mình vuốt nữa thì nó sẽ dạng người luôn anh em nhé.
Thì cái thời gian nó đứng được càng lâu á thì con chim nó lại càng dạng thôi. Đây là cái cách chơi của mình, mình không xúi anh em làm theo nhé, nhưng mà mình cũng đã thử qua một vài con chim và nó cũng có hiệu quả anh em nhé. Là mình muốn đăng lên và hiện tại là con chim này của mình và nó cũng đang gặp vấn đề là rất là nhát, nên là mình buộc phải áp dụng. Tại vì cái câu chuyện nếu mình có thời gian á thì mình đã không phải làm như thế này rồi, mình sẽ trực tiếp cầm chim để manning luôn. Mấy lúc mà mình đi chỗ khác á thì mình sẽ mở một cái đoạn clip để cho có người á, miễn là có người anh em nhé, thì con chim nó sẽ tập trung, nó thấy có người để nó dạng hơn anh em nhé. Thì mới làm mình làm bằng cái que, mấy cái que với lại cái cây băng keo anh em, thì nó nhảy mấy phát là xúc anh em nhé. Mình chuyển qua cái này, chuyển qua cái này nó nhảy có đổ một cái mình dựng lên thôi, nhưng mà câu chuyện là nó cũng không có nhảy anh em. Ban ngày thì mình để thịt, ban đêm thì không cần để thịt đâu anh em. Ban ngày thì để thịt ở dưới này nha, để ra giữa này. Ban đêm thì không cần để thịt đâu. Bây giờ nó đứng một chân luôn rồi kìa, nó rất là dạng. Thì anh em cứ xoay nó nhìn thẳng vào người mình. Thì lâu lâu cứ thò tay mà mình để sát mép giường, lâu lâu mình vẫn thò tay mình vuốt nó. Con chim mà nó nhát á, nó cũng đỡ nhiều rồi anh em. Con chim mà nó nhát á, khi anh em đụng nó một cái là nó dựng người lên, nó bỏ chân xuống ngay. Con này bây giờ nó dạng, anh em thấy không? Một buổi chiều và bây giờ là đang là 12 giờ rồi. Nghĩa là một buổi chiều và một buổi tối, một buổi đêm ha. Thì chắc tí nữa mình cũng cho ngủ thôi. Nếu mà thấy thằng Thái ngoan mình sẽ để đèn luôn, chừng nào nó ngủ thì nó ngủ nha. Riêng con này đang nhát nó không ngủ luôn nha. Mấy con trước á, hồi trước mình có trong con ấn á, khá là nhát và mình cũng áp dụng nha. Thì mình thấy là con ấn á, nó đứng một xíu cái nó nhắm mắt, nhắm mắt là mình phải vuốt để cho chọc nó tỉnh vậy, có nghĩa là cố trêu cho nó tỉnh vậy, không cho nó ngủ anh em. Những con chim bổi mới về á, anh em cứ áp dụng cho nó đứng vài đêm nó rất là dạng nha anh em, rất là dạng. Cách này là mình học của bạn Bùi Hoàng Tuyến á. Bùi Hoàng Tuyến cũng tên Đắc Minh, bạn ấy hay chăm mấy con núi cho anh em. Thì bổi mới về bạn ấy cứ cho thức đêm là nó nhanh thuần anh em nhé. Thì cái này là mình cũng được chia sẻ lại ha. Nhưng mà bạn Tuyến á, thì cầm chim bằng tay luôn, thức đêm mà cầm con chim luôn và vuốt ve nó thường xuyên luôn. Còn mình là lười anh em nhé, nên là mình mới làm cái này. Mình lười nên mình mới làm cái này. Còn bạn Tuyến là bạn Tuyến cầm con chim luôn, hoặc là nằm võng cho nó đứng lên bụng, hoặc là nhiều khi phải ngủ chung với con chim, con bổi anh em ạ. Bạn Tuyến nói chung là chăm chim tâm huyết dữ lắm, mà thuần chim cũng cực kỳ nhanh luôn. Có những con núi bổi nó chỉ về có trong vòng 2-3 tuần gì đó là mình thấy mới về mà đã thả phi. Thì bạn Tuyến cũng là người chơi chim cũng cả chục năm rồi á. Mình là mấy người mình mới vô mình chơi sâu thôi đó. Những cái mình phải hỏi bạn Tuyến hết trơn. Thì nói chung là mỗi người mỗi cái cách chơi nha anh em. Mỗi người mỗi cách chơi, có những cái mình chia sẻ thì anh em có thể tham khảo, cũng có thể làm theo nếu anh em cảm thấy tin tưởng mình. Còn nếu mà cảm thấy làm như vậy khả năng nó không ok, ví dụ như con chim của mình nó đúng lúc mình áp dụng thì nó có hiệu quả đi, khi anh em áp dụng cho một con chim khác chắc gì nó đã hiệu quả đúng không? Thì đó, thì mình không có chắc chắn 100% nhé. Cái này là chỉ có trải nghiệm, không có khẳng định nha anh em. Nên cái câu chuyện là anh em coi mang tính giải trí, chứ mình không có kiểu như là hướng dẫn anh em, buộc anh em phải làm như này, buộc anh em phải làm như kia. Mà mình cũng không có lừa đảo anh em đó, chứ không phải là mình nói tên này lên chỉ lung ta lung tung, tên này chỉ như thế là người ta chơi hư con chim của người ta cái kiểu đó. Nói như thế thì tội lắm. Nói chung là mình chia sẻ thì mình chỉ mong được anh em yêu quý cho mình một cái team follow kênh đó, chứ còn mình cũng chả mong được TikTok nó cho cái gì hay trả cái gì cho mình hết nhá. Rồi clip khá dài, mình xin chào tất cả các anh em nhé. Chúc anh em thành công với chương trình của mình nhé.